Hello mọi người, mình là Sobel. Chào mừng các bạn đến với kênh Sobel Gaming của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái mẹo để các bạn tối đồ hóa thứ hạng của các bạn ở trong cái event thống đốc hoành mạnh nhất này, giai đoạn cuối, giai đoạn Q event. Rồi, cái Q event này á, khi mà server mới á, cái event đầu tiên á, là cái Q event nó sẽ chỉ diễn ra một ngày thôi. Nhưng mà tiếp theo sau đó là cái Q event này nó sẽ diễn ra đều là 2 ngày hết. Rồi các bạn lưu ý chỗ đó thôi. Rồi khi mà cái Q event này bắt đầu, thường là 7 giờ sáng giờ Việt Nam là event này bắt đầu, thì các bạn nên bắt đầu cái Q event này rất là sớm. Để làm gì? Tại vì khi mà các bạn bắt đầu cái Q event sớm này á, thì các bạn có thêm nhiều thời gian để các bạn chịu lính thôi. Rồi mình khuyên là các bạn mà cho dù là các bạn chơi đường bộ hay chơi đường kỵ thì mình khuyên là các bạn nên dùng cái đạo này để đi móc mỏ. Đó, dùng cái đạo này đi móc mỏ, các bạn thấy không? Rồi, mình dùng con Belisarius và con tướng phụ là con tướng Bài Ba. Rồi, tại sao mình chọn cái cặp này? Cái cặp này đi móc mỏ là số 1. Rồi, bạn để ý skill nha. Đây, tăng tốc độ diễu hành lên 50% trong 10 giây sau khi rời trận chiến. Rồi, chỗ này cũng có nữa. Đây, con bài ba. Đó, khi rời khỏi trận chiến này, đó là tăng tốc độ diễu hành lên 50% trong 10 giây tiếp theo. Đó. Rồi, mình đem full kỵ nha các bạn. Cái con bài đây, còn Belisarius của mình nữa, các bạn để ý nè, cái tài năng của nó nha. Đó, các bạn muốn nâng Belisarius mà chạy nhanh nhất thì mình khuyên là các bạn nên nâng theo mình như vậy. Đó, cái này là tối ưu hóa hết tất cả, vừa có tăng cơ nè các bạn, đó, vừa có tốc độ chạy 6%, chỗ này 6%, chỗ này 6%, chỗ này 9%. Đây, chỗ này thêm 6% nữa các bạn thấy không? Rồi, cái chỗ này nữa. Đây, khi quân dẫn dắt bởi chỉ huy này cởi hành từ một căn cứ, tăng tốc độ hành quân lên 60% trong 10 giây tiếp theo. Đó, cái skill này là như thế nào? Skill này là như thế này nha. Đây, khi mà các bạn á, nè các bạn để ý cái tốc độ chạy nha. Đó, khi mà mình chạy từ đây qua đây, tốc độ của mình là như thế này. Đó, các bạn cứ cảm nhận thôi. Ê, mình qua đây nhanh hơn. Đây. Đó, hiện mình cho nó dùng cái mỏ. Rồi, các bạn nhớ là 7 giờ sáng là mình nên bắt đầu cái event này thôi. Tại vì có rất là nhiều bạn quên. Tới 7 giờ sáng á, họ không có lấy cái lính thu thập này nè, họ không có kịp kéo về. Vì vậy 7 giờ sáng là mình nên bắt đầu. Và 7 giờ sáng á, là mình sẽ có được nhiều. Đó, các bạn thấy tốc độ tăng lên. Đó, chạy nhanh ghê không? Đó, chạy nhanh hồi nãy đúng không? Đó, 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 đang chạy nhanh đó. Đó, các bạn thấy không? Rồi, thì các bạn sẽ dò trên map thôi. Coi coi map nào có ai đang farm mà không thuộc clan của các bạn thì các bạn đánh đó. Như thuộc này là chung clan với mình là mình không đánh được. Các bạn cứ kiếm cái nào có cái màu đỏ là các bạn đánh được. Đây thì 7 giờ sáng các bạn chạy vòng vòng, các bạn đi đánh thôi. Đó, đi đánh xong rồi các bạn chạy. Khi mà các bạn đánh cái này á, nhiều lúc á người ta phát hiện đúng không, thì người ta sẽ dí các bạn. Các bạn kệ họ, người ta căn bản là người ta dí không được đâu. Tại vì nếu như mà các bạn nâng y chang mình như vậy á, người ta có dí các bạn đi nữa, dí không được đâu. Các bạn cứ yên tâm, đừng có hoảng. Khi mà người ta đánh với bạn ấy, thì cái màn hình xung quanh màn hình của các bạn sẽ hiện màu đỏ đỏ chụp 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 chớp á. Bạn đừng có sợ, các bạn cứ đi kiếm tiếp đi, đi kiếm những cái mỏ nào đó có cái mỏ mà màu đỏ thì các bạn cứ đánh móc mỏ người ta rồi đó. Bạn không sợ, hồi lúc đầu mới chơi mình sợ lắm, khi mà bị người ta phát hiện á đó, mình hoảng lắm, mình chạy về nhà luôn, mình không dám đánh nữa. Nhưng mà nếu như mà các bạn dùng cái cặp Belisarius này với con bài bà này, các bạn đừng có sợ, cứ đánh tới đi, không có chết đâu, không có bị người ta đánh tới méo mặt chết về nhà đâu. Các bạn cứ chạy thôi, cứ chạy từ mỏ này, đây nè,
Các bạn cứ đi từ mỏ này, di chuyển mà nhảy mỏ các bạn. Nên các bạn nhảy mỏ, đây mình chỉ các bạn làm thử nhảy mỏ cho các bạn coi luôn nha. Ở đây có bốn mỏ đúng không? Đó thì mình sẽ nhảy mỏ, khi mà mình bị địch nhí nhiều quá mình cứ nhảy mỏ, nhảy mỏ di chuyển hơi, lát nữa địch cảm thấy hơi đuối quá từ bỏ không dí bạn nữa, đó không dí bạn nữa thì các bạn đi tiếp tục móc mỏ thì các bạn có điểm đó. Trong 2 ngày đó thì các bạn cứ cố gắng móc mỏ thôi. Đây mình cho các bạn thấy đó, đây là thứ hạng của mình, điểm của mình. Lúc này mình là một free to play, làm sao mà mình có thể chen chân được vào cái hạng 4 tới hạng 10 này. Đó thì tất cả các mẹo của mình đã trình bày trong những cái clip trước, mình đã chia ra mỗi một giai đoạn của cái event thống đốc hoành mạnh nhất này đều có cái mẹo của mình ở trong đó, để mà mình đạt được cái thứ hạng này thì mình sẽ không đua hết đâu. Mỗi 2 tuần nó sẽ có một lần, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng đua, mình chỉ đua những cái con tướng mà nó thuộc tướng bộ, tại mình chơi chuyên bộ. Nếu mà bạn chơi kỵ thì các bạn chọn những con tướng kỵ để mà các bạn đua, như cái con Elsie này á, là nó là con tướng cung thì mình không đua, thì mình để dành tài nguyên và tăng tốc để cho mình đợi tới khi nào mà nó có những cái con tướng bộ mà mình thích, mình cần lên thì mình sẽ lên thôi. Đó rồi có một cái mẹo nhỏ nữa đây nè, giờ nó vô cái mỏ này đúng không, khi mà các bạn bị dí đúng không, các bạn bấm đây nó, bạn cho qua mỏ này, rồi bạn cho qua mỏ này đó, rồi bạn cho qua mỏ trên, rồi thế là đại đa số là người ta từ bỏ rồi đó. Nếu mà người ta cứ dí nữa thì các bạn cứ thế thôi, cứ đi, cứ coi cái mỏ nào thì các bạn cứ đi đó. Như với cái cách này là người ta dí không được các bạn đâu, bạn yên tâm, mình đã thử rất là nhiều rồi. Với cái việc nâng tài năng như mình nữa là người ta bỏ cuộc rồi chứ người ta không dí mình nữa đâu đó. Các bạn theo cái bảng tài năng này, các bạn có thể lưu về để tham khảo, thì cái bảng tài năng này không ép buộc ai, là bắt buộc ai phải theo hết, nhưng mà ý là cái bảng tài năng này á, là mình khuyên là các bạn nên dùng, mình thấy là khá ok và nó có được cân bằng hết tất cả các thứ, và đặc biệt là tốc độ chạy là khá là nhanh. Nhiều bạn nâng thêm những cái này nữa, nâng thêm những cái này nữa các bạn, nhưng mà mình cảm thấy không cần thiết lắm đó, mình chỉ nâng vậy thôi. Rồi nếu các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn có thể áp dụng đó. Rồi cái mẹo mà trong cái Q event này, đúng rồi, còn một cái nữa các bạn, nhiều người á họ nếu như mà cái server đầu ấy nó sẽ có nhiều mỏ đúng không? Với lại khi mà mới bắt đầu cái event mới 7 giờ sáng ấy, có nhiều người sẽ không kéo cái đạo quân farm của mình về nhà kịp, thì các bạn có thể đi móc. Nếu như mà cái server chơi được khoảng 1 năm 2 năm vậy nó vắng que thì các bạn móc như thế nào giờ đúng không? Thì các bạn muốn có cái điểm này á, các bạn một là các bạn phải dùng mấy cái ad farm của bạn á, các bạn chơi thêm 1 2 ad nữa thì các bạn lấy cái ad farm của các bạn lại gần mấy cái tele gần cái nhà này nè, xong rồi các bạn cho lính ra, xong rồi các bạn dùng cái ad chính các bạn đánh ad phụ. Nhưng mà các bạn nhớ đừng có đánh nhà nha, đánh nhà sẽ bị chết lính, các bạn nên đánh mỏ, đánh ở ngoài ngoài map á thì các bạn sẽ chỉ bị thương nặng thôi, thương nặng thì các bạn chữa được, còn nếu mà các bạn đánh nhà là sẽ bị chết lính nha. Rồi mình không khuyên các bạn đánh nhà đâu, đánh nhà chết lính các bạn huấn luyện lại sẽ tốn rất là nhiều và bị lỗ nữa, các bạn cứ chịu lính là ok rồi đó. Rồi có một số người á họ lúc mà muốn mà đạt tối đa cái điểm này á, các bạn đừng nên đánh các bạn là kỵ đúng không, các bạn đừng có đem đi đánh những cái bạn mạnh. Ví dụ như giờ bồ của mình khoảng 21 thì các bạn đừng nên đem đi đánh cái đạo lính mạnh của người ta làm gì á, thì các bạn sẽ lỗ. Các bạn nên muốn tối ưu hóa điểm của các bạn á, là các bạn phải lấy 1.000 đổi 10.000, lấy 1.000 đổi 7.000 đó, thì các bạn sẽ được tối đa điểm hơn. Nếu như các bạn lấy đạo của bạn á, mà bạn đánh
đánh đạo kỵ hay đạo bộ của người ta, các bạn sẽ bị lỗ, các bạn thương nặng 1.000, nhưng mà người ta chỉ bị thương nặng có 500 thôi, giờ các bạn lỗ đó. Bây giờ mình khuyên là các bạn nên đi đánh mấy cái đạo linh yếu của người ta để các bạn trao đổi có lời, thì các bạn sẽ kiếm được nhiều điểm hơn và tối đa hóa được cái thứ hạng, tối đa hóa được điểm của bạn trong cái Q event này, và các bạn sẽ đỡ bị chữa lính nữa. Các bạn đánh các bạn yếu á thì các bạn đỡ bị thương nặng nữa, thì các bạn chữa lính sẽ ít hơn đó. Speed thì chắc chắn là không tốn rồi, tại vì khi mà các bạn chữa lính đó, các bạn nên chữa như mình thôi nè đó, chữa như một ngàn con thôi, bạn chữa lành đó, bấm đây thì khi mà clan của các bạn bấm bấm trợ giúp thì các bạn sẽ chữa lên nhanh, và đại đa số là không cần dùng speed, nhưng mà các bạn phải tốn thời gian, các bạn phải làm nhiều lần như vậy đó, các bạn chỉ tốn tài nguyên thôi, tốn tài nguyên để chữa lính thôi, nhưng mà các bạn đạt được cái thứ hạng cao đó. Thì khi mà các bạn đạt được cái thứ hạng này thì các bạn sẽ được tượng cam khá là ngon đó. Thì đây là tất cả những cái mẹo của mình ở trong cả 5 giai đoạn của cái event thống đốc mạnh nhất này. Hy vọng các bạn xem clip của mình và có thể cảm thấy thích thì có thể áp dụng. Hy vọng clip của mình có thể giúp được các bạn. Các bạn subscribe kênh để ủng hộ cho kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.